Chồng thường xuyên tiếp khách, uống nhiều rượu bia nên trong nhà chị Lan ở Hà Nội luôn có thuốc thải độc gan. Chị mua liệu trình gồm 30 gói, xuất xứ nước ngoài, được quảng cáo không chỉ giúp thải độc gan mà còn làm sạch cơ thể, giải rượu, tăng đề kháng. Chị còn đăng ký gói chuyển dịch thải độc cho chồng ở một cơ sở y tế tư nhân, giá 2 triệu đồng một buổi. Nhân viên nơi đây cam kết chỉ sau một buổi áp dụng sẽ thải được hết các độc tố tích tụ trong gan, ngăn ngừa xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư, đột quỵ. Tùy thuộc tình trạng, người bán giới thiệu dung dịch truyền khác nhau như điện giải, chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, dùng xong 3 liệu trình trên, chồng chị Lan khám sức khỏe định kỳ tại công ty. Kết quả xét nghiệm máu và siêu âm cho thấy gan của anh bị nhiễm mỡ độ 3, có một số năng nước, men gan tăng 3-4 lần so với bình thường. Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hoặc nhóm quảng cáo bán phương pháp từ uống thuốc, truyền dịch đến thụt tháo đại tràng bằng cà phê, nước lọc, thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi. Hầu hết người bán cam kết sản phẩm uy tín, thải độc gan chỉ sau một liệu trình, tống khứ cặn bã. Tuy nhiên, không ai đưa ra được bằng chứng hay nghiên cứu khoa học nào về hiệu quả của các phương pháp này. Đơn cử như phương pháp thụt tháo đại tràng thải độc gan bằng cà phê hoặc nước lọc. Bộ dụng cụ gồm 500g bã cà phê, một bình nhựa dung tích 2000ml, một bộ dây nối truyền chất liệu mềm, một lọ dầu dừa dạng xịt 130ml để bôi trơn hậu môn khi truyền. Người bán cam kết sản phẩm chính hãng, cà phê hữu cơ 100%, dầu dừa ép lại nguyên chất, không dùng chất bảo quản, hạn sử dụng 12 tháng. Người mua được hướng dẫn trộn 15g bột cà phê hòa với 300ml nước lạnh, đun sôi từ 3-7 phút, sau đó lọc bỏ bã cà phê và thêm nước ấm 37-38 độ C. Cuối cùng cho cà phê vào túi, treo cao 1m và đưa ống truyền sâu vào hậu môn trong khoảng 7-10 phút. Chị Thu, 40 tuổi ở Vĩnh Phúc mua gói liệu trình này giá 1,2 triệu đồng. Sau 3 tuần sử dụng, chị không cảm nhận được hiệu quả như quảng cáo, tần suất đi vệ sinh nhiều hơn, trung bình 10 lần mỗi ngày, sinh hoạt bị đảo lộn, cơ thể mệt mỏi, căng thẳng. Trong quá trình thải độc, chị mắc cúm A, sốt cao, nôn, nhập viện. Bác sĩ cho biết cơ thể chị bị mất nước, suy kiệt, phải bù nước kết hợp thuốc kháng virus, nếu không bệnh sẽ nghiêm trọng. Bác sĩ Nguyễn Phạm Anh Hoa, trưởng khoa gan mật Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, gan là bộ phận chuyển hóa chính của cơ thể, cũng là cơ quan thải độc quan trọng bên cạnh thận. Thải độc gan theo những phương pháp được lan truyền trên mạng là không có cơ sở khoa học, cũng như không thể chứng minh độ an toàn. Thụt tháo đại tràng, truyền dịch thải độc bằng cách đưa chất lạ vào người, khiến khoáng chất vi khuẩn tốt và xấu bị sổ ra ngoài, gây mất cân bằng điện giải, nguy hiểm đến hệ thống đường ruột. Phương pháp này khiến người dùng dễ bị lệ thuộc vào nó, ví dụ phải thụt đại tràng mới có thể đại tiện. Không loại truyền dịch nào có thể ngừa ung thư gan, đây chỉ là chiêu trò quảng cáo dựa trên lòng tin của người dân. Bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ lá gan, cách tốt nhất là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, loại bỏ rượu bia, thuốc lá. Mọi người cần giữ cân nặng vừa phải, tránh béo phì, hạn chế độ ăn dầu mỡ, thức ăn nhanh và duy trì tập luyện, rèn luyện sức khỏe. Nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, xác định có viêm gan hay không, từ đó có chế độ điều trị, bảo vệ tế bào gan. Trước khi áp dụng bất kỳ phương pháp nào, cần phải nghiên cứu một cách cẩn thận và tham khảo ý kiến chuyên môn để tránh rước họa vào thân.